vậy ta? Là Dana sao? Đồ chơi chuột Mickey. Đồ chơi chuột Mickey sao? Đồ chơi của mình. Hả? Lại nữa sao? Đồ chơi của mình đây sao? Đồ chơi chú lợn bếp ba sao? Đây là lợn mẹ. Đây là lợn cha. Đây là lợn con. Và đây là sọt. Sao? Ôi không. Đồ chơi búp bê sao? Wow, tuyệt vời. Đồ chơi búp bê đây sao? Không phải. Được rồi, chờ một chút mà. Mình tới trước.
Wow, đồ chơi mặt nạ BJ. Thật tuyệt. Wow. Ừ.